Tối qua, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ra công điện, đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ Nghệ An cho đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với bão số 10 và tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp. Theo đó, đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố, các bộ ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo thường xuyên cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến phức tạp của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, hướng dẫn việc gia cố di chuyển lồng bè, sẵn sàng sơ tán dân và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, tập trung sẵn sàng lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ kết hợp với lực lượng chủ lực đóng quân trên địa bàn để kịp thời triển khai công tác ứng phó và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống, đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9 và mưa lũ sau bão, tổ chức vận hành chủ động xả lũ, đảm bảo an toàn các hồ đập thủy lợi, thủy điện, đặc biệt là đối với các hồ đập nhỏ, các hồ đập xung yếu, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống đê sông, đê biển, các công trình phòng chống thiên tai, sạt lở, nhất là trọng điểm xung yếu và các sự cố xảy ra trong bão số 9 và các đợt mưa lũ vừa qua.